Bệnh nhân nhập vào cấp cứu là với cái tình trạng là chấn thương mâm chày, tổn thương mạch máu. Sau khi được các bác sĩ chỉnh hình và mạch máu, hội chẩn xong rồi chuyển bệnh nhân đi mổ khẩn. Ở khoa thì cũng đã bỏ qua các cái thủ tục hành chính để mà ưu tiên mổ khẩn cho bệnh nhân, cấp cứu kịp thời, cứu sống tính mạng bệnh nhân. Thường đây là cũng là cái trường hợp mà thường xuyên gặp ở cấp cứu. Những cái tình trạng chấn thương, đa chấn thương như thế này và mổ khẩn như thế này thường diễn ra ở cấp cứu rất là thường xuyên, mỗi ngày luôn ạ. Thì ở Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi được làm việc theo tour trực, tức là mỗi năm đêm tôi sẽ trực đêm một ngày. Đối với chúng tôi làm việc ở đây thì hầu như ở đơn vị phòng mổ cũng như đơn vị cấp cứu là chúng tôi không có khái niệm ngày hay đêm, hay là ngày thứ bảy hay chủ nhật hay là các ngày cuối tuần, chúng tôi đều không có. Chúng tôi làm việc hầu như 24/24 liên tục như vậy, cứ ca sáng làm việc xong tới ca chiều và tới ca đêm. Hiện tại thì trong một đêm trực chúng tôi nhận bệnh mổ cấp cứu là khoảng từ 50-60 trường hợp bệnh cấp cứu, trong đó thì rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật, những ngày cuối tuần. Thì do Bệnh viện Chợ Rẫy đặc thù là đường tuyến cuối cho nên những ngày cuối tuần thì được các đơn vị tuyến dưới chuyển bệnh rất là nhiều, chúng tôi phải giải quyết của những đơn vị tuyến dưới cộng với các cái trường hợp mổ bán cấp trong ngày, cho nên có thể nói là áp lực làm việc thì nó hầu như liên tục. Chúng tôi không có ngừng nghỉ trong cái việc là ở hôm nay cuối tuần chúng ta sẽ được nghỉ, hay hôm nay thứ bảy, hay hôm nay là bữa chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Như tất cả các ekip đều liên tục. Hiện tại sau lưng tôi là phòng mổ vẫn đang hoạt động liên tục, 8 màn mổ liên tục ngày trong đêm. Tôi tên là Lê Ngọc Mỹ Liên, đã công tác ở khoa phẫu thuật gây mê hồi sức này là 22 năm. Chúng tôi không có khái niệm ngày và đêm, làm việc rất là cực lực. Không phải chỉ riêng một mình tôi, và rất nhiều anh chị em ở đây đã dành hết tuổi thanh xuân để cống hiến cho một niềm đam mê về nghề nghiệp. Ở đây thì những ca mổ lâu nhất thì sẽ kéo dài từ khoảng 8 đến 10 tiếng. Những cái phẫu thuật mà liên quan phối hợp đa chuyên khoa, vì bệnh nhân bị đa chấn thương do các cái tai nạn như là những cái tai nạn liên quan đến giao thông chẳng hạn đi, thì phối hợp nhiều chuyên khoa gồm có chấn thương chỉnh hình nè, cái khoa ngoại tổng quát nè, có những trường hợp ngoài những trường hợp đó ra thì có những trường hợp mà tai nạn lao động, thì trường hợp mà bệnh nhân bị đứt lìa chi chẳng hạn đi, bị máy cắt hoặc máy chém gì đó, những trường hợp đó thì có những trường hợp cần phải phẫu thuật để mà nối cái chi cho bệnh nhân. Sau khi trải qua những cái giờ trực căng thẳng như vậy thì thấy được bệnh nhân khỏe mạnh sau khi mổ xong ở hậu phẫu và được chuyển lên lầu trại xuất viện ra về, đó là niềm vui chung của tất cả bệnh nhân, người nhà và cả nhân viên y tế ở đây.